Vâng, các bác cũng tham thật đấy. Các bác tham hơn em tưởng. Hôm trước thì hôm qua hôm kia em Tuấn có giới thiệu cho bác đây. Cái lô đồng hồ chỗ này này. Đấy, còn tem còn thiếu. Lung hô đồng hồ chỗ này nhưng mà các bác ấy dọn hết hộ em rồi. À, hình như còn sót con này. Ủa hết nó rồi. Các bác ấy dọn hết hộ em rồi. Kể cả là con đồng hồ Đức, cái đồng hồ để bàn của Đức to tướng ở đây hết rồi. Nhưng mà quay lại thì mấy bác lại nhìn thấy cái lục bình này của em. Đôi này của em nên em trước em chưa em để trên kia. Nhưng mà giờ nó lại để loa kèn không để lại cất vào đây. Các bác lại hỏi cả cái này. Lại hỏi hết đây nữa. Không, báo cáo các bác là em cũng sẽ để cho bác một số mã thôi. Nhưng mà cái giá thì bên em cũng tặng các bác vừa phải thôi bác ơi. Chứ còn không tặng nhiều quá được đâu. Tặng nhiều quá cái gì nó cũng có một cái mức giá hợp lý. Còn em cũng sẽ tặng các bác những giá hợp lý nhất cho bác thoải mái. Còn những chiếc đồng hồ như thế này đều là những chiếc đồng hồ hoạt động bình thường, đã có bản test trên kênh, đều có bản test rồi, kể cả đôi bình. Nhưng bây giờ thì bác đã hỏi thì em cũng báo qua một lượt cho bác. Còn giá thì em cũng chỉ giảm được như vậy thôi. Các bác ạ, gọi vừa mua vừa tặng cho bác, sắp Tết nhất rồi cho bác chơi. Con này cũng chạy bình thường thôi nhé. Con này cao tầm khoảng độ hơn 40, 46, 47 vậy. Đấy, đồng hồ này. À, tay nữ thần cầm quyển sách và bọn ngọn đuốc. Đồng hồ vẫn chạy bình thường. À, giá trên kênh, bác chú ý hộ em nhé. Giá trên kênh là 6 triệu 9. Để cho bác 5 9 được chưa? 59, ok chưa? Bác nào không rõ thì cứ chụp cái ảnh lại cho em cho dễ. Và đây nữa, bộ này là cả bộ chân nến luôn ạ. Bộ chân nến và bộ này nhé, có Đức luôn nhé. Bộ này cũng vậy nhưng bộ này nặng lắm bác ơi. Từ từ em đứng lên. Không phải nhấc được là dễ đâu bác ạ. Nó chiều ngang nó 40. 40 cái này này, nguyên cái đồng hồ này ngang nó gần 40. Nhìn ở điện thoại thì nó bé lắm. Đấy. Điện thoại nó bé lắm. Nó cao tầm khoảng độ 4 mấy ấy. Tất cả đồng hàng xịn hết các bác nhé, hàng chất ấy. À, chất cho bác luôn, hai chân nến vậy, hai chân nến đi theo luôn. Bộ này trên kênh đã giới thiệu cho bác rồi, có bản giới thiệu rồi. Trên kênh là 25 triệu hay hai mấy triệu này. Em nhớ lại em cũng giảm giá cho bác rồi. Đấy. Đấy, thấy chưa? 28 triệu giảm 3 triệu còn 25 triệu. Đây là giá đã giảm cho bác rồi này. Vợ em quay này, đã tặng cho bác này. Được chưa? Còn những cái bộ này các bác không phải là thích cả giá các mua được ngay đâu, không có mấy đâu để mua. Để em quay đằng sau cho bác xem. Tránh đứng thì nhấc, nó nặng lắm. Được chưa? Đây ạ. Đấy, nhìn chưa? Đấy. Cho các bác soi cho nó hàng nó chất như nào. Các bác biết được chưa? Đấy. Ok bác nhé, cả hai chân nến nhá, cả hai chân nến. Cái đồng hồ này trước lại em chưa em đặt một kệ đây này, nhưng xong giờ là chả có kệ nữa, vừa chơi vừa ấy. Thôi để cho bác, vừa bán vừa tặng cho bác nhá, 25 triệu tặng cho bác, còn à 22 triệu đi, 3 triệu nhiều quá thôi bác, 23 triệu nhá. Ui 22 đi, mãi mãi đi 22 triệu nhá, mãi mãi 22 triệu. Bộ này hai chân đến hai bên ở đây, tình trạng hoạt động bình thường. Sang con này, con này và con này đều có bản test, bản giới thiệu rồi. Con này đây bác nhìn này, bắt đầu lên xi xanh đấy. Cơ đồng hồ này kiểu châu Âu đấy, tất cả đều có bản giới thiệu, bản test ở trên kênh rồi nhá. Những mức giá này ok chưa, đều có bản test, bản giới thiệu trên kênh cho bác rồi. Bác nào cần thì gửi bản giới thiệu, bản test trên kênh cho. Đây này. Kể cả test chuông, test có hết, bác nào cần thì gửi cho nhé. Nó dễ. Đấy, những chiếc đồng hồ nó cao thế nào. 1, 2, nó cao 60 đấy. Nặng lắm, không bê nổi. 17, 9. Con này là thời gian sau nhập được giá nó thấp hơn. Con này em nhớ là thời gian đầu năm ngoái. Em mua có thời điểm giá lúc ấy 23 đến 25 triệu cơ. Chứ không phải những con như này đâu. Vẫn là một model này. À để cho bác 27 triệu thì còn 16 triệu 9 nhé. 16 9. Ui 15 triệu 9 đi. 15 9 nhé. 15 9. Ok chưa? Sang đi con này. Con này cũng cao tầm vậy.
Những con này cách đây khoảng gần 2 năm về trước, có toàn hai mấy triệu này. Đều có bản, đều có clip test giới thiệu rồi mà. Con này 18 triệu thôi nhé. 18 triệu. Đều có chuông giờ hết đây. Đấy. Đấy, con này 18 triệu, tình trạng bao hoạt động bình thường. 18 triệu. Để cho bác 16 triệu nhé. 16 triệu. Ok chưa? 16 triệu. Ok chưa bác? Đấy, cơ hội của các bác đấy, bác nào lấy thì liên hệ nó nhanh. Còn đôi bình này thôi bác nhá. Đôi bình này em để em dùng. Tốt lắm, đôi bình này đường kính ngang của nó phải 30. Cao chắc phải 70. Cao 70. Đấy, bác nhìn chưa? Cao phải 70, hơn 70. Phúc lục thọ. Này, bác nhìn này. Men này. Men nó dạn này. Đấy. Men nó dạn. Con này đường kính ngang của bình 30 đấy, nó phải gần 30 đấy. Cao nó phải tầm 7 hơn 70. Đôi này thì hơn chục triệu. Đấy. Hơn chục triệu là giá nhập vào đấy, còn bác lấy thì báo. Thế thôi nhá. À đây. Còn con đồng hồ Đức này nữa. Con đồng hồ Đức này lại có bản test giới thiệu trên kênh cho bác rồi. Con này ở trên kênh là 12 triệu mấy đấy. Hơn 12 triệu. Con đồng hồ Đức này. Tình trạng hoạt động bình thường ạ. Hoạt động bình thường hết. Con đồng hồ Đức này nhé. Tình trạng hoạt động bình thường hết. Con đồng hồ Đức này. Em đã có giới thiệu cho bác cái con này rồi. Cũng đã chạy trên nhà em rồi. Nhà em nó có mấy con quả lắc này, em phải cho nghỉ bớt. Con này trên kênh 12 triệu. 12 triệu. Con này cao cao từ dưới lên nó tầm khoảng độ 70. Ngang khoảng độ 40, ngang 40. Vào trong điện thoại thì nó bé đấy. Để cho bác con này 10 triệu đi. Mà cho 9 triệu đi, cho 9 củ đi nhá, 9 củ. 9 triệu ghi nhẹ nhẹ vào đây nhé. Đấy, 9 triệu. Đây đấy. Thấy chưa? Đỡ phải ghi lên phiếu. 9 triệu. Ok chưa? Còn sang đây đã chạy chạy nốt cho loa cho bác hưởng nốt này. Nhanh. Tiếp tục đôi loa Focus. Đôi loa Focus của Pháp. Đôi này thì toàn 17, 18, 19, 20 là những năm về trước. 2, 3 năm về trước thì nó toàn 16, 18, 20 triệu những đôi này thôi. Còn về gần đây thì bên em nhập cũng đã hợp lý rồi. 15 triệu 9 thì bác nhìn thấy rồi. Đúng không? 15 triệu 9. Để cho bác 13, 9. Ok chưa? Focus. Còn bác nào mua được thì lấy liên hệ, còn không mua được thì thôi, cũng mong các bác nói thật ra là em thoải mái này thôi. Còn các bác nào không mua được cũng không có cái gì cả, con đã xác định mặc cả đừng gọi. Nói thật câu là nhiều lúc ấy, bảo lên đăng lên không muốn khách mua không phải, nhưng mà giá người ta giảm như thế rồi, lấy được lấy không lấy thôi, em cũng mong muốn đang để cho em kiếm đồng nhé. Còn đôi này nữa, đôi này là đôi Ditton 15XL. Ditton 15XL trước còn 13, 14 triệu, đây 10 triệu 8 còn trả. Để cho bác 10 triệu 8, để 9 triệu 8 thôi nhé. Mức giá thấp nhất rồi. 9 triệu 800 nghìn. Vì tại sao? Đôi loa nó đẹp đẹp xuất sắc như thế này. Mà trước nó tầm mười mấy triệu. Đẹp xuất sắc như này. Vàng ươm. 9 triệu 8. Ok chưa? Bác nào cần thì em gửi clip giới thiệu và test nó cho. Sang đến đây đó là đôi loa kép Q65S. Nhá. Này. Kép vào đây. Cơ. Q65.2 175W một loa, vậy là đôi này là hơn 300W nhé, 350W. Những cái giá này bác nào lấy được liên hệ, còn không lấy được thì em cũng mong các bác không lấy càng tốt. Nói luôn cho nhanh đấy, em nói thật luôn, em mong các bác không lấy càng tốt, đỡ phải mất việc. Bởi vì là đã tặng thế thôi, lấy được lấy trả lấy thôi. Để bởi vì là cái này càng tết thì càng có giá, bởi vì là đây là chẳng qua em thấy nhiều bác cứ tị đòi mày quay kia mày không quay này cho anh thì quay nốt cho nó hết việc. Còn bác không lấy được càng tốt nhé. Không lấy càng tốt, không phải gọi. Nó dễ. Bác nào xác định lấy thì gọi. Đôi này 9 triệu 9 để bác. 8 triệu 9 được chưa? 89, ok chưa? Và sang đến đây nữa. Đó là đôi Godfather. 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 Opat 90. Godfather của Anh Quốc. 1, 2, 3, 4, 5 loa hàng thùng. Đấy. 6 triệu 9. Để các bác mức giá. 6 triệu 3.
Ui, 59 mẹ thì nhanh. Hơi thô bác. Chào bác nhé. Đấy, lấy không lấy thôi, mong các bác cũng không lấy được là tốt.